Thật tâm em luôn mong sao để thời gian quanh ta ngừng lại, vui hơn khi được nhìn thấy người. Và em luôn xin ơn trên để điều ước cũng như giấc mơ, trọn đời mình sẽ cùng tay nắm tay. Tình đó em đã trao người và tình đó mãi mãi. Nhà thiết kế với lớp cổng sắt bên ngoài, khoảng sân 2,5 m đậu xe máy bên trong và một lớp cửa nhôm xin pha bên trong nữa. Và không gian bên trong căn nhà thì quý vị sẽ có không gian của phòng khách với đầy đủ nội thất kèm theo. Và phía sau sẽ là không gian phòng bếp và sân sau cũng là phòng ngủ dưới tầng trệt. Khu vực cầu thang thì quý vị sẽ có khu vực đây vịn gỗ sồi, lan can là bằng sắt và mặt đá hoa cương. Phía bên phải cầu thang thì quý vị sẽ có gương soi và vệ sinh dưới cầu thang cũng như chạy trang trí và những bức tường được ốp đá trang trí rất là đẹp. Phía sau thì quý vị sẽ có không gian của phòng bếp. Phòng bếp thì có tủ bếp trên dưới đều làm chất liệu gỗ ăn cường, đóng đụng trần, có bồn rửa trên bát, giá kệ để trên bát và khu vực đặt bếp cũng như là tủ lạnh hai cánh aqua. Cuối nhà thì quý vị sẽ có không gian phòng uống trà cũng như là phòng tiếp khách khép kín ở cuối nhà. Công thừa, lòng ước mơ đời ta rất kép tiêu dục cùng trời. Đừng khóc nữa em ở đây rồi, và em sẽ nắm lấy tay người thì đôi tay sẽ giữ chặt lấy không buông. Không gian phòng ngủ thì quý vị sẽ có giường ngủ 2 m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, máy lạnh, cửa sổ ra giếng trời và có cả bàn trang điểm bên trong không gian phòng ngủ luôn. Một căn phòng rất là đẹp, đầy đủ nội thất kèm theo, bao gồm máy lạnh sáp một ngựa và vệ sinh trong cho không gian phòng ngủ. Vệ sinh thì với bồn cầu, là bộ rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Làm chiều còn buồn trong tiếng đưa, mùa lá rơi biết nói sao cho vừa. Giữa thu vàng từng chiều mưa sang phố, ta bồi hồi tìm về nơi yêu xưa. Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây, rồi lãng quên cho tim em đó đầy. Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ, môi hôn nào ta đã nói yêu nhau. Bằng tất cả cho anh và mãi mãi, một tình yêu đam mê và bốc cháy. Không gian phòng ngủ tiếp theo thì quý vị sẽ có bàn trang điểm, có giếng trời, có tủ áo đóng đụng trần và có giường ngủ 2 m, chân ga gối đệm cũng là tủ kệ tivi và máy lạnh. Ở đây thì quý vị sẽ có mỗi phòng vệ sinh trong. Tổng cộng căn nhà mình có tới 4 phòng vệ sinh nha quý vị. Và ngoài cùng quý vị sẽ đến với không gian của phòng thờ và sân thượng cũng như là khu vực giặt đồ phơi đồ. Ở đây thì kế cho mình không gian phòng thờ riêng biệt này. Đây là không gian phòng thờ nha quý vị. Phòng thờ thì không bự lắm nhưng mà thiết kế rất là đẹp và đúng phong thủy. Và phía ngoài cùng này quý vị sẽ có khu vực giặt đồ với để máy giặt Samsung. Cửa nằm có lợp mái bên trên để chúng ta phơi đồ cho khỏi ướt và có những cái đèn trần này cũng như là những cái mái rất là đẹp và cao cấp. Có bộ bàn ghế mây ở đây để chúng ta ngồi chơi uống trà. Có cầu thang leo lên trên mái để chúng ta tham quan bồn nước và năng lượng mặt trời ở bên trên nhé.